Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Ngọc Minh Lăng Channel của mình nhé. Hôm nay thì sẽ cùng mình đi làm giá đỗ nhá. Khâu chuẩn bị giá đỗ thì mình gồm có chuẩn bị đỗ mà mình sẽ rửa qua nước, nhặt hết những cái viên nổi và những cái viên thối đi nha, để mẻ giá của mình sẽ được tươi và ngon. Hôm nay thì Ngọc Minh Lăng Channel sẽ hướng dẫn mọi người làm một mẻ giá theo cách truyền thống nhá. Vẫn là tưới nước mọi người ạ, mà sẽ ủ bằng lá cây nha. Thì bây giờ mình sẽ rửa đỗ xanh này thật sạch nha. Mình sẽ bỏ hết những viên thối ra, rồi mình sẽ cho vào một cái nồi mình ngâm nha. Bây giờ thì sẽ cho đi ngâm, và mình ngâm sẽ ngâm 8 tiếng nha mọi người nha. Một cái mẹo nhỏ nữa là cho mọi người là ví dụ mình ngâm 8 tiếng ấy mà mình vẫn còn chưa thấy nó nở cái hạt ấy thì mình có thể ngâm thêm nha. Chứ cũng không nên là ngâm lâu quá thì nó bị chua ấy. Còn nếu mà mình ngâm mà nó chưa nở ấy thì cái mẻ giá của mình nó nở không được đều, không được đẹp. Thì đây này, bây giờ thì đã sau 8 tiếng rồi nha mọi người nha. Nó đã nứt hết vào giữa đây này mọi người thấy không? Nó trắng trắng ở những cái hạt đỗ này là được nhá. Nó nứt như thế này thì nó lên mẻ giá của mình rất là ngon luôn. Thì nó sẽ đều cây tăm tắp luôn. Bây giờ thì mình sẽ vớt ra cái rổ nha mọi người nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi lấy cái chõ này. Cái chõ này là cái chõ đồi xô ngày xưa mọi người, làm bằng thân của cây cọ nha. Thì kiểu lâu ngày không dùng ấy, mình để chỗ góc ấy nó bẩn. Rồi mình tiện đây đi chặt một ít lá luôn, một ít lá cây nhá. Làm bằng cái lá cây này ấy, thì nó khi nó khô ấy, thì nó không bị vụn đâu, thì nó vẫn còn nguyên lá, sau khi mình ủ ấy, thì là nó tách ra mình dễ dùng lắm. Do là ban ngày mình đi làm ấy, cho nên là buổi tối mình đi làm về thì mình mới tranh thủ đi ra ngoài cái góc vườn đằng sau cái tảo ly đất ấy, thì mình có bứt một ít lá này này. Rồi trời tối mà vẫn phải vất vả để cho nó kịp, không thì cái đỗ kia nếu mà mình ngâm đến ngày mai ấy, thì nó lại thành quá nước ấy. Thì là sợ hỏng mất mẻ giá, đâm ra là mình phải đi lấy lá luôn trong đêm. Thế là về mình sẽ ủ luôn nha. Thì đây được một nắm lá rồi thì về mình sẽ rửa sạch nha mọi người. Như dạo này đang hot ở trên TikTok và ở trên Facebook hay trên kênh YouTube ấy, thì mọi người làm giá đỗ đều làm bằng một cái khăn giấy, xong mọi người thấm nước thì không cần tưới ấy. Nhưng mà hôm nay mình sẽ vẫn làm theo cách truyền thống thôi, là vẫn tưới nước nhá và ủ bằng lá cây mọi người ạ. Rồi thì bây giờ lá cây về mình đã rửa sạch rồi, cái chõ mà cái để ủ ấy thì mình cũng đã rửa sạch rồi nhá. Thì bây giờ kiếm một cái rổ xuống, mình sẽ lót chỗ đáy ấy, để nó cao cao mình tưới nước thì cái nước của nó vẫn chảy và xuống dưới mà không ấy nhá. Thì thực ra cái tưới nước này cũng đơn giản thôi, ngày mình tưới một lần cũng được, buổi sáng hoặc là mình tưới hoặc là buổi chiều tối mình đi làm vé mình tưới một lần cũng vẫn là ok nhá. Bởi vì cái lá cây này mình tưới nó nhiều nước một chút thì nó cũng tươi lâu, mà nó cũng có hơi nước ấy, nó giữ ráo của mình ấy lắm. Thì bây giờ mình sẽ lót một lớp lá này, rồi mình sẽ rải đỗ lên nha mọi người. Rải cái đỗ này lên ấy thì mọi người rải đều hết, rải khắp rổ luôn, để cho mà mỏng thôi, cũng không cần phải dày quá đâu. Dày quá thì đến lúc những cái cây đỗ của mình ấy nó chen chúc nhau thì nó sẽ bị như kiểu úng, như kiểu là nó sẽ bị thối ấy. Nên ra mọi người phủ một lớp mỏng thôi vừa đủ, xong rồi mọi người lại lót một lớp lá lên trên nha. Lót một lớp lá lên trên như thế này thì mọi người lại rắc thêm một lần nữa. Thì tí nữa mình càng nhiều đỗ ấy, thì mình càng lót nhiều tầng ấy, thì tí nữa giá đỗ của mình ra ấy, nó đều là nhiều tầng. Hôm nay là mẻ này, đây là mình đang lót tầng thứ hai này. Đấy, lót tầng thứ hai rồi thì mình thấy đầy rồi ấy. Đây, như thế này là nó đầy hết rồi nhá. Thì mình lại lót thêm tầng thứ ba nữa. Thế là cũng như thế. Rồi mình sẽ đậy lại nha mọi người nhá. Mình sẽ lấy một nắm lá nữa, mình sẽ đậy trên chốc nha. Nắm lá này mình đậy trên chốc này thì mọi người muốn ăn cái giá mập ấy, có một cái mẹo nhỏ cho cây giá nó mập là mọi người sẽ lấy một vật gì đó nặng nặng mọi người đè lên nhá. Nhưng mình thì mình sẽ lấy cái đĩa cô tiên ngày xưa này này.
mình để lên, rồi tí nữa mình sẽ lấy một cái chậu nhôm nó có một ít nước nữa thì mình sẽ đè lên, thì là cái giá của mình nó lên kiểu từ từ ấy. Nếu mà mình không đậy ăn nó ẩm như thế, nó ngút một cái lên đây này. Ngày thứ đây mình lấy cái chậu này mình đặt lên nha. Đó thì bây giờ cái thành này này nó còn như thế này này, để mai xem là nó như thế nào nhá. Đây là ngày thứ nhất, mình sẽ bỏ chậu này ra, bỏ đĩa này ra, rồi mình sẽ lấy một ít nước mình tưới nhá mọi người nhá. Thì ví dụ như giá mình làm 3 tầng như thế này thì mình sẽ tưới một bát nước nha mọi người. Tưới một bát nước quanh cái lá này để cho nó giữ được độ ẩm và cho nó nảy mầm, kích nảy mầm nhá. Thì đây mình ấy xong rồi mình lại đậy mình. Rồi hết một ngày này mọi người, sang ngày thứ hai nhá. Sang ngày thứ hai đây, cái thành này nó đã ngắn bớt đi bao nhiêu rồi đây này. Đó, mình sẽ bỏ ra mình xem nhá. À, có một cái đậu nhú rồi này mọi người. Có một cái cây đậu nhú ở đây rồi, vì cái chỗ đấy mình đậy kiểu nó không khít ấy, đâm ra là nó nhú lên luôn rồi này. Ồ, khá là dài nhá. Rồi sau khi 2 ngày rưỡi mình ra kiểm tra này. Ôi, nó đã đẩy cái chậu của mình lên vượt cái thành này rồi này mọi người. Vượt cao ghê rồi. Đó, thấy không? Nó đã đẩy cái chậu của mình vượt cái thành này lên rồi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ dở xem giá của mình nó như thế nào rồi nhá. Thì mình sẽ bỏ này ra, bỏ đĩa ra nào, xem nào, hồi hộp ghê, vé nào. Wow, mọi người ơi, nhìn này, đó, mình giải được đỗ nó đều ấy, thì làm cái giá đỗ của mình ý, thì nó kiểu lên nó rất là đều mà tăm tắp nha. Rồi mình sẽ xem là, xem nó nào. Đấy, mình làm bằng cái cây lá này ấy, thì nó, khi mà nó khô ấy, thì nó không bị rụng lá đâu, đâm ra là nó rất là gọn nha. Mình chỉ cần lấy giá là được. Ui, đây này, giá của mình đây này, đây mới là 2 ngày rưỡi thôi nhá. Những ai nhúng răng của nó là 3 ngày, 3 ngày thì sẽ dài mà ngon rồi. Đây của mình là 2 ngày rưỡi, nhưng mà hôm nay là có việc nên là làm cơm là mình đã lấy ra để ăn rồi nhá. Ui, những cái rễ của nó đâm xuống những cái cây này này thì mình chỉ cần rũ rũ thôi là giá nó đã rơi ra rồi nhá, cũng không khó lấy lắm đâu. Thì bây giờ mình sẽ lấy giá cho nha mọi người. Và nó đang đây, nhìn mê chưa, nhìn nó lên nhúc nhúc luôn này. Wow, nhìn những cây giá này nó lên luôn này. Cái mẹo nhỏ cho mọi người khi mà thu hoạch giá nha mọi người nhá, ví dụ làm bằng lá cây này thì mình sẽ nhặt như thế này thì nó sẽ lẫn lộn nhiều cái rác với lại cái vỏ của nó và lắm cây nó chưa chắc ra ấy, thì mình sẽ nhặt luôn ở đây cho nó gọn nha. Mình sẽ nhúc từng nhúc lên mọi người ạ, nhúc từng nhúc lên thì là đến lúc mình sẽ được giá ngon này. Đây, cái rổ giá của mình sau khi nhúc ra này dưới này vẫn còn nhá. Dưới đấy là nhúc mấy tầng đầu tiên thôi, dưới này còn 2 tầng nữa. Đây mình đang kéo, đây là 2 tầng cùng một lúc nha, để xem nào tầng dưới nó có đẹp hơn không. Ui, rễ của nó này, rễ tầng dưới cùng này rất là dài nhá, bởi vì ở dưới đấy mình ngâm nước, mình hứng ở bên dưới cái chậu ấy, thế là nó thoát nước ra đấy, chắc nó hơi ẩm lên thế là nó ra rễ để nó hút này, nhấc hẳn ra rồi. Ôi, nhìn cái rễ của nó này cắm sâu chưa. Đó, mẻ giá này mình làm có một bát bát giá thôi đấy. Nhìn này mọi người ơi, nhìn này, thích chưa, trắng ngần luôn nha, rất là trắng luôn. Nếu mà để đúng 3 ngày ấy, thì mọi người sẽ được một mẻ giá mà nó dài hơn, nó sẽ không còn những cái vỏ đỗ này nữa ấy. Thì lúc đấy là nó chóc hết rồi ấy, thì mọi người không phải nhặt mệt nữa. Nhưng mà hôm nay nhà có việc nên là mình ăn sớm một chút, nên là mình sẽ cất công thêm một bước nữa là mình sẽ lọc cái vỏ của đầu giá ra nữa nhá. Nha, nó cũng rụng ra gần hết rồi, chỉ còn mấy cái gọi là những cái viên mà nó lấy nó nứt yếu hơn những cái viên khác ấy, thì nó sẽ vẫn giữ lại cái đầu vỏ của nó nhá. Ngồi nhặt hết đống giá này cũng khá là mỏi ghê á, nhưng mà mình sẽ xả nước này xong mình rũ rũ là nó cũng rụng hết rác nha. Đây, mẻ giá của mình đã xong. Đó, ngon chưa mọi người? Giá sạch 100%, không thuốc, không thang gì. Giá này ăn sống thì rất là ngọt luôn nhá.
mà làm nộm ấy, cái chanh ấy thì là càng tuyệt vời nhá. Nhà hôm nay là mình sẽ xào thịt nạc nhá. Bây giờ thì đi xào. Ở đây cho mỡ vào rồi mình xào nhá. Xào bằng này trông thế thôi mà cũng được chín đĩa đấy mọi người. Bây giờ thì sẽ đảo đảo lên. Cái này thì xào rất là nhanh thôi. Mình sẽ cho một ít hành lá vào nhá. Hành lá thì mọi người không cần thái, không cần ấy đâu, mà mình sẽ vặn như thế này thì nó sẽ thơm mà cảm giác như kiểu nó sẽ ngọt hơn đấy. Đấy là mình làm kiểu làm nó lông cơm ấy, chứ mọi người thái sắt ra từng cái nó đều tăm tắp thẳng này cũng được thôi. Đây bây giờ mình đâm ra đĩa này, để nó ta đó xào xào cái giá này nhanh lắm, mình chỉ đảo vài phát là xong. Đây đã được 8 đĩa rồi. Video của mình hôm nay đến đây cũng là kết thúc nhá. Mời mọi người ăn giá cùng với mình nhá. Hy vọng là qua video này thì mọi người biết thêm một cách làm giá truyền thống ủ bằng lá cây nhá. Rồi hẹn gặp lại mọi người những cái video sau nhá. Bye bye. Xin chào mọi người.